Chào tất cả các bạn, mình là Hà Sirius. Hôm nay mình sẽ tiếp tục phân tích những hạt sạn trong phim Kong Skull Island. Mình phân tích trên tinh thần vui là chính, tìm hiểu là nhiều, còn chỉ trích thì ít. Vì rõ ràng chuyện những con quái vật to lớn xuất hiện trong phim đã là phi lý rồi. Ngoài ra mình không phải là người đã tìm ra những sạn này, mà mình chỉ đi dịch các sạn do những người khác đã tìm ra. Sau đó thì mình tổng hợp lại. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu nhé. Các lỗi trình tự thời gian không hợp lý. Đầu tiên, bộ phim lấy bối cảnh vào năm 1973. Đồ họa trên các thiết bị đo địa chấn vượt xa các tính năng của một chiếc máy tính vào năm 1973, chưa kể đến những chiếc máy tính xách tay khác. Bộ phim mô tả một cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam năm 1973 và coi tuyên bố rút quân của Tổng thống Richard Nixon là một điều bất ngờ. Nhưng trên thực tế, ta đã ký kết Hiệp định Paris vào tháng 12 năm 1972 và tiếp tục nổ ra các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh sau khi Nixon chấp nhận với một số điều khoản của Việt Nam và cho ngừng bắn tại chiến trường miền Nam Việt Nam vào tháng 5 trước đó. Hơn nữa, một điều đã không còn xa lạ với bất kỳ ai là vào tháng 1 năm 1973, sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ tại chiến trường Việt Nam cũng chấm dứt. Với những điều này, lẽ ra họ không nên tỏ ra ngạc nhiên về chuyện Mỹ sẽ rút quân. Ở phần mở đầu của bộ phim, Parker đã lấy một hộp xì gà với nhãn hiệu là Rocky Patel, trong đó có huân chương của anh ta, trong khi công ty Rocky Patel Cigar lại mới hoạt động vào năm 2002, nghĩa là phải tận 29 năm sau thời điểm bộ phim diễn ra. Một chiếc tàu chở hàng treo tấm biển khổng lồ với dòng chữ màu đỏ là cấm hút thuốc, trong khi lệnh cấm hút thuốc đối với các hãng tàu buôn lại có hiệu lực vào năm 2009. Và không có một con tàu nào có những tấm biển nổi bật như vậy trên boong tàu vào những năm thập niên 70 cả. Lúc Weaver kiểm tra cuốn phim B&W trong căn phòng tối của cô ấy bằng cách đưa nó gần ánh sáng, ở bên cạnh có ghi dòng chữ Kodak 400TS, nhưng đây là model của năm 2007. Khi Mason kể chi tiết về những trải nghiệm trong quân đội của mình, cô ấy đã đề cập đến việc được tham gia vào nhóm nghiên cứu và quan sát thuộc Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc thực hiện gắn kết giữa các nhà báo với các đơn vị quân đội trong thời chiến không phải là thông lệ chính thức. Mãi cho đến thời điểm chiến tranh với Iraq vào năm 2003. Trước đó, nhiều nhà báo trong chiến tranh Việt Nam như Joseph Galloway, anh ta có mặt trong binh đoàn số 7 tại thung lũng Iat Drang và phải tự tìm đường để đến được chiến trường. Tàu chở hàng Athena được sử dụng để chở cả đội đến hòn đảo đó chỉ mới được đóng vào năm 2003. Một trong những người lính mang theo bên mình một con dao chiến đấu gọi là Cowboy. Nó có răng cưa ở mép sau. Những chiếc răng cưa này cho thấy đó là hình mẫu thuộc bản quyền của công ty Spyderco tồn tại sau năm 1981. Một trong những nhân viên kỹ thuật đã được gọi là Data Wrangler, dịch ra là tổ chức dữ liệu. Đây là một chức danh công việc của thế kỷ 21. Vệ tinh tạo ra hình ảnh trong phim gọi là Landsat. Vệ tinh này được phóng vào năm 1972 với tên gọi là Vệ tinh Công nghệ Tài nguyên Trái đất ERPS và nó được đổi tên thành Landsat vào năm 1975, tức là sau 2 năm của bối cảnh phim. Quan điểm sai lầm của các nhân vật. Người lính Nhật Bản lại mang theo một thanh kiếm được đặt trong bao kiếm bằng gỗ. Bao kiếm này gọi là Shirasaya, nghĩa là bao kiếm lưu trữ. Nó được sử dụng để lưu giữ một thanh kiếm Nhật Bản không còn sử dụng, cho nên đúng lý người ta sẽ không mang theo nó bên mình. Từng là cựu thành viên của lực lượng không quân đặc nhiệm SAS, thật khó để nhân vật đại úy James Conrad có thể chỉ huy nhiệm vụ trong rừng khi chỉ được trang bị một chiếc áo phông ôm sát cơ thể và một chiếc túi da đeo vai. Tại một thời điểm, James Conrad không chỉ quét nòng súng của mình qua cả những người không liên quan, mà rõ ràng Conrad còn nhắm bắn vào phía trên đầu của Mason Weaver khi cô ấy chỉ đứng cách anh ta 1,5m. Bất kỳ một lính tinh nhuệ nào khi đã được đào tạo đều tránh cả hai điều trên, vì các động tác này có thể dễ dàng làm bị thương hoặc làm tử vong một thành viên trong đội. Có một số chiếc máy bay trực thăng bay thẳng lên không trung khi chúng đến rất gần với Kong. Những đội bay này có đủ thời gian để nhận biết và phân tích con khỉ độ khổng lồ đang đứng trước mặt họ và lúc đó họ cũng đang ở một khoảng cách an toàn. Hoàn toàn không có lý do gì để họ bay vào trong tầm với của King Kong trong khi đang tấn công nó bằng vũ khí của trực thăng. Và cũng không một phi công nào, dù có kinh nghiệm hay không, sẽ bay vào khoảng cách gần như vậy cả. Họ đã mất khoảng 8 đến 10 máy bay chỉ đơn giản vì chúng đã bay ở độ cao thấp và ngay cạnh Kong.
lỗi mạch lạc trong phim. Theo bản mô phỏng của tàu Athena cho thấy người ta thiết lập một chiếc máy bay trực thăng gọi là CH-47 Chenault ở mũi tàu, cùng 4 chiếc tàu hộ tống gọi là UH-1 Hughes và một chiếc CH-53 Sea Stallion ở đuôi tàu. Nhưng trong trận chiến bằng trực thăng với Kong lại có ít nhất 10 chiếc Hughes xuất hiện. Chẳng lẽ họ đã dùng ảnh phân thân chi thuật? Trong cuộc chiến giữa những chiếc trực thăng với Kong, trình tự thời gian trong ngày thay đổi liên tục từ lúc hoàng hôn đến lúc ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Packard đã sử dụng khẩu súng trường M14 trong suốt bộ phim, và một thời điểm bạn sẽ thấy anh ta nhìn qua ống ngắm trong khẩu súng trường. Sau đó bạn thấy anh ta cầm khẩu súng nhưng không nhìn thấy ống ngắm ở đâu cả. Trong khi Rhonda và Bruce đang nói chuyện với thượng nghị sĩ Willis ở hành lang bên ngoài văn phòng của ông, một người phụ nữ đã tiếp cận họ từ phía sau và bước vào một căn phòng khác. Một vài giây sau, người phụ nữ đó lại đến phía sau họ và cũng đi vào căn phòng lúc nãy. Khi Quiver leo lên ngọn đồi để bắn pháo sáng ở cuối phim, bề mặt của ngọn đồi gần như thay đổi hoàn toàn giữa các cảnh quay. Đầu tiên là hàng loạt những dãy đá cắt ngang, rồi thành một đỉnh đá tròn. Sau đó lại là đỉnh đồi được bao phủ bởi thảm thực vật, rồi tiếp tục trở lại đỉnh đá tròn. Khi Kong dùng chân vịt của một chiếc tàu để chém Skullcrawler thì có một vết thương ở trên cổ của nó, nhưng vài giây sau vết thương này đã biến mất. Khi Kong cứu Weaver lên khỏi mặt nước, cô ấy nằm ngược chiều trên tay của Kong so với lúc Kong đưa tay xuống sông chụp lấy cơ thể cô. Các bạn có thể thấy là đầu Weaver ở phía ngón trỏ giờ trở thành đầu ở phía ngón út. Sau khi Kong cứu cô khỏi con Skullcrawler đầu đàn, tư thế của Weaver trong tay Kong lại thay đổi khi nó đặt cô xuống. Cô ấy từ tư thế nằm vuông góc với ngón tay, chuyển sang nghiêng về một bên, rồi trở lại với tư thế ban đầu. Sai sót về địa lý. Cảnh đầu tiên của phim bắt đầu trên bãi biển, sau đó có một cuộc rượt đuổi ngắn giữa hai người lính. Họ phải chạy qua phía khu rừng, thì bất chợt họ lại đến được rìa của một vách đá cao hơn cả 100 mét so với thung lũng bên dưới. Vì khi bắt đầu họ ở trên bãi biển có độ cao gần mực nước biển. Tiếp đó trong khoảng thời gian ngắn để chạy qua rừng, rõ ràng là họ đã không phải leo núi, nên thung lũng bên dưới chỗ vách đá này phải thấp hơn mực nước biển. Tuy nhiên nó lại không hề có nước bao quanh. Những điều phi thực tế. Con tàu đã không hoạt động cũng như bị hỏng hóc trong gần 30 năm. Nhiều khả năng nhiên liệu máy bay sẽ không thể khởi động động cơ của chiếc tàu tự chế được, chứ đừng nói đến việc nó có thể chạy bình thường. Khi Packard nhìn vào hộp huy chương của mình, có một đôi thẻ quân nhân với bộ giảm thanh bằng cao su màu đen ở quanh các cạnh của chúng. Chúng được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Việt Nam để giữ cho hai thẻ không cọ sát với nhau và tạo ra tiếng ồn. Tuy nhiên sau này khi nhặt lại những tấm thẻ quân nhân của những người lính đã hy sinh, thì không một chiếc nào có bộ phận giảm thanh cả. Sau những vụ rơi máy bay trực thăng do King Kong, chúng ta nhìn thấy các phi công băng qua khu rừng với những chiếc mũ bộ binh bằng thép và trang phục quân đội. Tuy nhiên trên thực tế những phi công sẽ không mang theo mũ bộ binh dự phòng và họ sẽ chỉ trang bị chiếc mũ chuyên dùng để bay hoặc có thể là một chiếc mũ lưỡi chai được cuộn lại đặt trong bộ đồ bay của họ. Họ không mang theo đồ bộ binh để thay như trong phim. Khi Mason kể chi tiết về những trải nghiệm trong quân đội của mình, cô ấy đã đề cập đến việc mình được tham gia vào tổ chức MACV-SOG. Đây là viết tắt của nhóm nghiên cứu và quan sát thuộc Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam, trong đó gồm quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ, lực lượng tác chiến đặc biệt như Mũ Nồi Xanh và SEALS. Và đây là một hoạt động được phối hợp với CIA nhằm tập trung hỗ trợ tình báo cho các tuyến hoạt động, nên rất khó có khả năng một nhà báo, đặc biệt là một nữ phóng viên ảnh, được tham gia đi cùng với họ. Lúc đầu khi viên phi công Mỹ dùng khẩu 45 bắn vào viên phi công Nhật Bản, súng hết đạn và phát ra tiếng cạch cạch khi anh ta tiếp tục bóp cò. Tuy nhiên khi một khẩu 45 hết đạn, bộ phận trượt sẽ bị khóa lại, cò súng cũng bị khóa nên sẽ không thể tạo ra tiếng cạch cạch. Chúng ta có thể nhìn thấy một anh chàng phi công mang và sử dụng khẩu AK-47. Mặc dù điều này có thể chấp nhận được khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Việt Nam, nhưng trong tình huống không có quân đoàn nào khác trang bị vũ khí tương tự, thì đó là điều không thể chấp nhận được và khá là ngốc nghếch. Người dùng súng sẽ không thể nhận thêm đạn từ đồng đội trong tình huống khẩn cấp. Khi những chiếc thẻ quân nhân của những người lính đã hy sinh được nhặt lại, chúng sẽ không nằm trên sợi dây chuyền dài như trong phim. Trên thực tế, bất kể khi nào những chiếc thẻ này được thu thập lại, thẻ nằm trên sợi dây chuyền ngắn được lấy đi,
và thẻ còn lại nằm trên sợi dây chuyền dài sẽ được đặt lại trong cơ thể nạn nhân để có thể nhận dạng trong tương lai. Đây là một lỗi thường mắc phải trong nhiều bộ phim. Khi con tàu di chuyển gần đến đảo Đầu Lâu, trong phim họ đã nói chỗ đó cách chúng ta 80 cây số nữa. Nhưng với khoảng cách đó thì đảo Đầu Lâu sẽ vượt quá tầm nhìn của mắt và họ không thể nhìn thấy được. Rhonda đã vô tình chụp được bức ảnh của Skullcrawler trước khi nó giết chết anh ta. Khi nhận thấy cái chết đang cận kề với bản thân thì Rhonda đã lật chiếc máy ảnh lại để nó tự động chụp. Tuy nhiên không có máy ảnh nào ở thời đại này có tính năng chụp ảnh như điện thoại thông minh hoặc máy ảnh kỹ thuật số hiện đại cả. Đại úy James Conrad đã nói, chắc chắn cậu có thể mang thuốc Adaprin cho bệnh sốt rét. Nhưng còn những loại vi khuẩn khác thì sao? Anh ta ám chỉ vi khuẩn là tác nhân gây nên bệnh sốt rét. Nhưng sốt rét do một loại ký sinh trùng đơn bào gây ra, chứ không phải là vi khuẩn. Chúng ta phải thừa nhận rằng loài bò sát biết bay trong phim này chỉ là một loài trong tưởng tượng mà thôi. Nhưng họ đã bất chấp các nguyên tắc vật lý khi để cho chúng nhấc nhân vật Niels lên trên trời. Trọng lượng tối đa mà hầu hết các loài động vật săn mồi biết bay có thể mang chỉ bằng khoảng một nửa trọng lượng cơ thể của chúng. Cùng lắm thì một con đại bàng đầu trắng vẫn có thể mang theo một con nai gần bằng trọng lượng của nó mà thôi. Nhưng nhân vật Niels có chiều cao 1m72 và có thể nặng khoảng 70 cân. Là sinh vật trong phim trông không lớn hơn nhiều so với đại bàng biển Steller, một trong những loài chim ăn thịt lớn nhất chuyên mang con mồi và có trọng lượng cơ thể tối đa khoảng 9kg. Nghĩa là con thằng lằn bay không thể nhấc một vật quá 9kg được, chứ đừng nói là 70kg. Lỗ hỏng trong cốt truyện. Khá kỳ lạ khi mà có ít nhất hai thành viên trong đội mang súng phóng lựu, nhưng không một ai bắn vào bất kỳ con quái thú nào khi họ gặp phải chúng cả. Những viên đạn thông thường dường như không có tác dụng với đám quái vật này, nên lẽ ra họ nên sử dụng một loại vũ khí mạnh mẽ hơn từ sớm. Bật mí thêm một sai lầm. Sau khi đổ đầy bình nước của mình, Jack trốn sau một tảng đá khi Con đến gần. Con lấy tay uống nước, nhưng một con mực khổng lồ đã tấn công nó. Cuộc chiến dữ dội diễn ra và làm cho nước bị bắn tung tóe. Tuy nhiên lại không có cơn sóng nào chạm đến bờ cũng như vị trí của Jack trong tình huống đó. Video của mình đến đây cũng là hết. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Xin chào tạm biệt.